Hello chị, em An xin gửi lời chào đến tất cả chị quen thân yêu gần xa. Ngày hôm nay em An sẽ lên sóng giới thiệu cho chị một mẫu xe đến từ thương hiệu Honda, một em Honda CR-V. Em xe này của em An là bản G, sản xuất 2020 và đang lăn bánh đúng km là 50.000 anh chị nhá. Xe này đăng ký là tháng 11/2020, tên tư nhân 1 triệu đồng. Và chiếc xe này của em An là sẽ sử dụng cho chị là bộ ghế da nguyên bản theo xe chị nhá. Bộ ghế da nguyên bản theo xe màu đen. Và em này bản G sẽ thiếu mất cho chị là cửa sổ chơi. Honda CR-V bản G. Trong tài chính trên 7 đồng thì anh chị có thể lựa chọn cho em An đây. Lịch bảo dưỡng khá là đầy đủ anh chị nhá. Hẹn 54.000 hoặc tháng 1/2024. Xe rất là mới này anh chị này. Những cái vân gỗ tự nhiên kèm theo. Nội thất màu đen nguyên bản. Thật ra thì tông màu của CR-V ở cái đời như là 16, 17, 18, 19 thì cũng không có thay đổi quá nhiều về tông màu nội thất. Vẫn là màu đen nguyên bản, trung thành màu đen. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi, thiết kế đẹp, đầm chắc, trải nghiệm tốt, kết hợp với mức tiêu nhiên liệu khá là ấn tượng. Động cơ của em này là 1.5 turbo chị nhá. Là xe nguyên bản luôn. Đây ạ, mức tiêu nhiên liệu là 6.9 thôi. Và CR-V form mới này thì đã được sản xuất và lắp ráp tại thị trường Việt Nam rồi. Tại thị trường Việt Nam anh chị nhá. Em An sẽ cho chị tham quan phần đầu xe luôn, cũng như là động cơ. Xe thì em An cam kết là chuẩn km không lỗi. Và chiếc xe này là 2020 chị nhá, lắp ráp tại Việt Nam. Tất cả dàn mâm vỏ này là theo xe này anh chị này. 50.000 cho một chiếc xe này. Và dàn vỏ Michelin vẫn còn theo xe nha chị nhá. Đết vỏ sẽ là tuần thứ 31 năm 2020. Mâm mới tinh luôn. Xe này của em An thì cũng mới về. Hôm qua em An có like thì có anh khách của em An quay chi tiết mẫu này. Thì hôm nay em An quay cho chị nhá. Biển 60 Đồng Nai này. Đèn full nét. Mẫu này chạy rất là đầm xe anh chị ạ. Rất là đầm xe. Với tầm tiền trên 7 đồng. Em xe này nhà em An đang chào bán là 775 triệu. Dàn vỏ nguyên bản theo xe. Đăng kiểm cho chị còn đến tháng 4/2025. Động cơ 1.5 turbo, siêu tiết kiệm nhiên liệu anh chị ạ. Đi đúng đồng hồ là 50.000 anh chị ạ. Máy thì anh chị có thể quan sát cho em An là máy rất là mới, rất là sáng như đây. Honda CR-V bản G, sản xuất 2020, chuẩn ô đô anh chị ạ. 775 triệu và có hỗ trợ trả góp luôn. Chị đã chở với đồng chí xe nguyên bản, chuẩn đồng hồ và không lỗi. Anh chị cứ lên xem xe. Em An thì luôn luôn hỗ trợ cũng như là khuyến khích anh chị kiểm tra tại bộ bên thứ ba. Với chiếc xe đã qua sử dụng thì việc dạm sơn, việc xước sát là chuyện rất là bình thường, đúng không ạ? Honda CR-V tất cả vỏ theo xe mâm 18 ấy chị nhá, mâm 18 bố thăng đi ABS. Những cái công nghệ an toàn hay tính năng an toàn thì nó cũng đầy đủ trên mẫu xe này rồi. Lót sàn thì chủ xe cũ họ cũng đã lên sẵn cho anh chị nhá. 50.000. Gần như là ghế phía trước và ghế phía sau thì còn rất là mới, chủ yếu là ghế tài thôi. Xe này thì gần như là một người đi là nhiều. Xe rất là mới nha anh chị nha. Anh chị có thể thấy cho em An này những chi tiết để nói lên một chiếc xe đẹp. Keo chỉ này là em An bao zin từ cabo, cốp hay là bốn cánh cửa thì em An bao zin không mất phân keo bên chỉ nào. Thật ra thì một chiếc xe đã qua sử dụng thì keo chỉ đã zin rồi thì gần như là nó gọi là một chiếc xe không đâm đúc đấy ạ. Zin tuyệt đối luôn đấy chị ạ. Chặt mì zin, các tắp đi đẹp sạch sẽ, keo chỉ không mất phân nào. Xe này thì em An mới về nên là sẽ còn rửa dọn thật xì ba nữa cho anh chị. Thiết kế lưng gù đặc trưng đúng không ạ? Đặc trưng rồi. Đèn hậu LED full này. Honda CR-V bản G 2020. Và chắc chắn rồi, ở bản này sẽ thiếu mất cho chị như là cửa sổ trời và phần cốp điện đấy chị ạ. Trời và cốp điện đây. Hàng ghế thứ ba nếu mà anh chị không dùng thì anh chị có thể gập vào để đồ cũng thoải mái rồi. Đây là một chiếc xe mà rất là phù hợp với anh chị nào trong cái tầm tiền này, đi cảm giác lái trải nghiệm nó vẫn là cái gì đó rất là tuyệt vời. Gầm xe đây, cho chị tham quan gầm xe nhá. Gầm xe, gầm xe này em An cũng chưa rửa đây. Nghe chị có thể thấy đây, gầm rất là mới đây. Những ông xả còn cực kỳ đẹp. Keo chỉ ở phần cốp sau là nguyên bản hết chị nhá. Đấy, keo chỉ là zin hết, nguyên bản hết. 775 triệu. Và anh chị nào mình quan tâm mẫu xe này thì lên xem xe trực tiếp, em An sẽ có giá bớt thêm cho chị anh chị nhá. Một nữa thì em An cảm ơn chị rất là nhiều đã quan tâm theo dõi về mẫu Honda CR-V này của em An. Quan tâm về xe lên trực tiếp cửa hàng em An ngã ba xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, hoặc kết nối Zalo em An sẽ gửi vị trí cửa hàng để chị lên cho dễ anh chị nhá. Một nữa thì cảm ơn chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi về chiếc Honda CR-V bản G 2020 đi đúng 50.000 km 1 triệu đồng, 775 triệu. Và chị quan tâm thì alo em An nhá. Xin chào các bạn anh chị.